Hồ Văn Cường hết vào Nam rồi lại ra Bắc, chạy sâu liên tục, nhưng người hâm mộ vẫn háo hức mong chờ được gặp nam ca sĩ. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mới gặp có mấy ngày mà sao nhớ bạn ý quá vậy nè. Xem bạn ý hát làm bao người say xưa, quên hết mọi chuyện. Bữa ăn thân mật cùng mọi người, bạn ý hài hước làm tôi cười mỏi miệng, không ăn cũng no. Một fan Hồ Văn Cường viết, Hồ Văn Cường ngày càng đắt sâu, buổi biểu diễn nào có sự hiện diện của anh thường cháy vé. Biệt danh hoàng tử phòng vé dành cho Cường là quá chính xác, một người hâm mộ bình luận. Vừa qua Hồ Văn Cường đã có đêm diễn rất thành công tại Cần Thơ. Đáng chú ý trong đêm nhạc này, khán giả rất thích thú khi nghe nam ca sĩ này thể hiện một bài hát tân cổ Xa Mưa Giông. Với giọng hát ngọt ngào tròn trịa, dạt dào cảm xúc, anh đã có phần thể hiện rất thành công. Được biết để đảm bảo thành công của đêm diễn, Hồ Văn Cường đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi thứ để đem đến cho khán giả những phần trình diễn hấp dẫn nhất. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tổng duyệt chương trình của đêm nhạc này. Theo đó, nam ca sĩ đã tập luyện hát vọng cổ cho thật nhuần nhuyễn. Ngoài ra, hình ảnh Hồ Văn Cường ăn mặc giản đơn, thậm chí đi dép cho thoải mái cũng khiến cho người hâm mộ rất thích thú. Bởi ai là fan ruột của giọng ca này lâu năm đều biết Hồ Văn Cường rất giản dị ở đời thường, nhưng mỗi khi lên sân khấu, anh luôn xuất hiện chỉnh chu với hình ảnh mang áo dài, áo vest. Bên cạnh đó, chính thái độ nghiêm túc, thân thiện lễ phép khi tập luyện cùng ban nhạc khiến fan rất thích thú. Được biết sau đêm diễn thành công, Hồ Văn Cường đã nhận được sự yêu thích và mến mộ rất lớn của khán giả. Gần đây hình ảnh Hồ Văn Cường chụp hình bên cạnh bó hoa tiền khổng lồ do một khán giả trao tặng gây xôn xao dư luận. Được biết tổng trị giá của bó hoa tiền này lên đến 120 triệu đồng, được xếp thành nhiều chùm hoa to lớn. Điều đặc biệt là khán giả của Hồ Văn Cường trải khắp mọi nơi. Dễ dàng nhận thấy trên bó hoa tiền có để tên khán giả Việt đến từ Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Cùng những tờ tiền đô la Mỹ bắt mắt, một nguồn tin chia sẻ trên mạng báo tin tức cho biết, đêm nhạc ở Cần Thơ là chương trình Hồ Văn Cường nhận được nhiều quà nhất từ trước đến nay, không dưới 400 triệu đồng. Trong đêm diễn nói trên, một khán giả ở miền Bắc vào Cần Thơ ủng hộ Hồ Văn Cường. Lên sân khấu giao lưu cùng chàng ca sĩ trẻ, chị này liền hỏi khi nào Hồ Văn Cường ra biểu diễn ở Hà Nội. Và câu trả lời này đã có. Theo thông tin được đăng trên nhóm FC Hồ Văn Cường, ngày mùng 1 tháng 7, Hồ Văn Cường sẽ tham gia biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định. Ngày mùng 2 tháng 7, nam ca sĩ này có show diễn ở nhà hát Đại Nam ở Hà Nội. Có thể nói, anh chàng ngày càng đắt sâu theo thời gian. Fan tiết lộ người tiếp sức cho Hồ Văn Cường vươn tới ngôi sao. Chuyện đêm qua giờ mới kể. Cảm ơn con trai viên kim cương của nhà xanh đọt chuối, màu áo mà cô đang mặc và yêu thích từ 3 năm trở lại đây, đã kết nối cô với mọi người, được trải nghiệm chung tình yêu thương con với FC xanh đọt chuối từ mọi miền đất nước và hải ngoại. Cảm ơn chị Hòa Minh, người Hà Nội người không thể thiếu, tiếp sức cho con trong mỗi chặng đường ước mơ, vươn tới ngôi sao mà con đã đang tỏa sáng như hôm nay. Thì không thể không nhắc đến chị người mẹ thứ hai không khoa trương, âm thầm dõi theo con lo lắng mọi việc chu tất. Thật đáng để ngưỡng mộ mà mình biết và làm bạn thông qua con trai Hồ Văn Cường. Show diễn đêm qua của con không thể diễn tả cho đủ ý, quá tuyệt vời, thành công nối tiếp thành công. Con thật sự đã trưởng thành, đó là niềm vui sướng của cả nhà xanh đọt chuối, tự tin tỏa sáng với ca từ đẹp, dày trầm ấm trong giao tiếp hết sức dễ thương, chân thành lễ phép kính trên nhường dưới, đối với người cao tuổi, với các fan trẻ nhí, khiêm nhường yêu thương. Con xuống tận khán phòng đi đến từng dãy ghế, vừa hát vừa giao lưu rất ngọt ngào thân mật. Hình ảnh ấy cứ như đứa con, đứa cháu trong nhà chứ không phải ca sĩ. Không hiểu sao và cũng không lý giải được vì sao con vẫn luôn thu hút tình yêu của mọi người. Bởi lẽ gặp con nghe con hát nghe con nói nhìn thấy con, tự khắc trong con biểu hiện đầy đủ tố chất của sự lương thiện mà mọi người đều rất muốn gần và muốn có. Cho nên bao nhiêu đó thôi con đã giữ được tất cả tình thương của mọi người dành cho con không hề phôi phai. Cảm ơn chị Hòa Minh, nhờ chị mà mình có hai ảnh với con trai ngay trên sân khấu. Chị đã khích lệ mình bước lên và chụp cho. Cảm ơn chị mình nhận được áo từ cô Helen USA thông qua chị khi có mặt trong show đêm qua. Để được Hòa Minh cùng vui cùng cười cổ vũ với đèn theo từng giai điệu của lời bài hát mà con hát thật ngọt ngào vui sướng cùng nhau gọi tên con. Mến chúc cả nhà nhiều sức khỏe may mắn trong cuộc sống, mãi yêu thương Cường, mãi yêu nhau để tiếp tục đồng hành cùng con trai nhé mọi người. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, những ngày qua cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi xem các đoạn clip Hồ Văn Cường được người hâm mộ lên sân khấu tặng những món quà có giá trị bằng vàng trong lúc biểu diễn
đã liên tục được lan truyền và thu hút đông đảo sự quan tâm. Về phía Hồ Văn Cường, nam ca sĩ trẻ tiết lộ rằng khi nhận món quà bất ngờ này, ban đầu giọng ca bà Năm khá ngại. Tuy nhiên vì sự nhiệt tình của khán giả, nam ca sĩ đã nhận, gửi lời cảm ơn và nhờ ekip giữ hộ để tiếp tục ca hát. Khi nói về việc sử dụng số tiền này, Hồ Văn Cường cho biết anh sẽ dùng để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Không lâu sau đó, cộng đồng mạng tiếp tục chia sẻ về phản ứng của Ngọc Sơn trong một lần được phóng viên liên hệ. Theo đó, phía nam danh ca khẳng định việc Hồ Văn Cường được khán giả ưu ái tặng vàng là có thật. Clip được lan truyền là trong một show diễn ở Hà Nội cách đây vài ngày. Khi được hỏi đến việc ai sẽ giữ số vàng, tiền khán giả gửi tặng cho Hồ Văn Cường, phía danh ca Ngọc Sơn chỉ nhận hỗ trợ, dạy hát và kết nối sâu cho giọng ca bỏ quê đất Gò Công. Còn lại mọi thứ về cát xê hay quà khán giả tặng sẽ hoàn toàn do Hồ Văn Cường giữ và chi tiêu vào kế hoạch riêng. Phía danh ca Ngọc Sơn khẳng định không giữ bất cứ đồng nào từ tiền của Hồ Văn Cường. Thời gian gần đây, khán giả liên tục thấy nam ca sĩ Hồ Văn Cường xuất hiện dày đặc trên những sân khấu âm nhạc lớn nhỏ khác nhau. Vốn là một ca sĩ có nét tính cách hiền lành, thân thiện nên Hồ Văn Cường đã nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả ở nhiều độ tuổi. Còn nhớ trước đó, tại mỗi show diễn, nhiều fan cũng đăng tải hình ảnh những bó hoa được kết bằng tiền đô la Mỹ, tiền Việt Nam gửi tặng Hồ Văn Cường. Thậm chí một số người hâm mộ ở xa hoặc ở nước ngoài không thể về xem nam ca sĩ biểu diễn cũng viết thư, gửi tặng tiền. Những hình ảnh Hồ Văn Cường đeo vòng hoa, vòng tiền kín cổ sau mỗi đêm diễn là minh chứng cho thấy tình cảm khán giả dành cho nam ca sĩ rất lớn. Mới đây chị Thư Việt Kiều California gửi lời nhắn đến Hồ Văn Cường. Út Cường nè, thế là sau 6 năm, em chị Thư mới thật sự có được những gì thuộc về mình và cho riêng mình. Chị khóc vì mừng cho cậu. Cường ơi, cậu rất xứng đáng với những yêu thương mà cả gia đình xanh đọt chuối đã đang và sẽ dành cho cậu. Với chị, 3 lần được ngồi nghe cậu hát trong 4 lần về Việt Nam, theo chân cậu là những kỷ niệm sẽ không bao giờ quên. Mỗi lần nhìn thấy cậu là một cảm xúc khác nhau. Cậu luôn cười thật tươi, hài hước và duyên hết phần thiên hạ, thế mà chị thì luôn mít ước. Chị khóc vì mừng, khóc vì thương và khóc vì chị thật sự nể cái sức chịu đựng của cậu. Được ngồi từ xa nhìn cậu tự tin tỏa sáng, được khóc khi thấy cậu cười. Và bình an là quá đủ với chị nha Út Cường. Hãy xem những gì trong 6 năm qua là những phù phiếm mà nó vốn dĩ phải có trong showbiz. Dù chị Thư sẽ không còn thường xuyên bay về theo chân cậu, nhưng chắc chắn một điều là sẽ luôn đồng hành và không buông tay cậu. Khởi đầu một năm mới với mọi điều bình an và tốt lành nha Út Cường. Hãy luôn an yên, bình tâm để thưởng thức tách trà ngon, tuy nó có vị chát đắng ở đầu lưỡi, nhưng luôn có vị hậu ngọt ngào nha cậu Cường. Yêu thương cậu với chị như một chuyện tình rất ảo, nhưng rất thật mà chỉ mình hiểu thôi cậu nhỉ. Thương cậu nhiều lắm.